Thì hiện tại Quang Minh đang có mặt ở xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Thì hôm nay trong cái video này Quang Minh sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị các anh chị mình một cái căn nhà vườn. Căn nhà vườn này có cái tên là Vườn Yêu Thương. Chủ nhân khắc trên một cái tấm đá tự nhiên, Vườn Yêu Thương. Thì cái căn nhà vườn này có cái chiều ngang theo cái mặt tiền đường nhựa này là 20m nha các anh chị, 20m. Từ bên đó qua tới bên đây các anh chị. Bên đây cũng có một cái tảng đá tự nhiên nữa đây, tới đây là 20m chiều ngang. Đường này thì nó thông ra đường tỉnh lộ 7 nha các anh chị, ở ngoài đó là đường tỉnh lộ 7. Trung tâm xã An Nhân Tây nằm ngoài đó các anh chị. Đó thì cái căn nhà vườn này có tổng cái diện tích là 2.250 mét các anh chị, gần 5.500 mét vuông ha. Ở đây là khu dân cư nha. Thì bây giờ Quang Minh mời toàn thể quý vị các anh chị mình vào tham quan cái căn nhà vườn này. Quang Minh sẽ review chi tiết cụ thể. Nhà mình nó lớn lắm các anh chị, thì còn mình cũng xin báo cái giá luôn ha. Cái giá này thì chủ nhà là đang ở thành phố, thì hiện tại thì cũng không có người chăm vườn, muốn nhượng lại cho anh chị em mình, quý vị, quý khách hàng. Ai có nhu cầu thì hãy gọi cho Quang Minh theo cái số hotline là 0937234579 các anh chị. Quang Minh sẽ cung cấp thông tin về giấy tờ pháp lý cũng như là thông tin quy hoạch cái căn nhà vườn này cho các anh chị mình xem lại một lần nữa, rồi mình thỏa thuận cái giá nha các anh chị. Thì Quang Minh đại diện chủ kênh là Bất Động Sản Quang Minh quay cái nhà vườn này cho chủ ở dưới Sài Gòn. Họ nói là cứ để giá thỏa thuận. Thì quý vị các anh chị khách hàng ai có nhu cầu muốn cái giá cả như thế nào thì mình ngồi lại mình đàm phán với cái giá để mình quyết định đưa ra cái giá tốt nhất nha các anh chị. Còn Quang Minh xin phép là không có bật mí ra cái giá của cái căn nhà vườn này. Nếu các anh chị mình có nhu cầu muốn sở hữu một căn nhà vườn ở Củ Chi thì hãy xem hết video này, Quang Minh sẽ review từ đây ra tới sao. Đất mình nó dài lắm chị, dài tới gần 200m. Thì phía trước đây là một cái khoảng vườn ở phía trước ha, trồng khá là nhiều cây ăn trái. Khá là nhiều cây ăn trái, và phía sau thì có mấy cái kho. Và phía sau mình nữa thì có một cái nhà để mình nhà mình ở giữ vườn đó các anh chị. Đó, thì phía sau nữa là một cái hòn non bộ. Đó, như lúc đầu là Quang Minh bay lai cam á, cái đoạn ở đầu thì các anh chị mình cũng hình dung hết rồi. Thì bây giờ Quang Minh mới đi vào chi tiết, quay ở dưới cho chi tiết cụ thể hơn. Đó, thì các anh chị mình xem cho nó từ đầu đến cuối, mà nếu mình thích rồi là mình liên hệ với Quang Minh nha. Quang Minh sẽ hỏi chủ giá bán bao nhiêu, Quang Minh sẽ trả lời cho các anh chị mình qua tin nhắn hoặc Zalo ha. Đó, thì khoảng đây là trước là trồng khá nhiều cây trái, sau cái khoảng phía trước thì ở đây là có hai nhà kho là gọi là có cái mái tôn thôi các anh chị, có cái mái thôi các anh chị. Mình về thì mình làm cái gì thì theo cái nhu cầu của gia đình mình, làm kho chứa hàng hay là mình sản xuất cái gì đó là tùy ý quý vị. Và ở giữa đây là có một cái khoảng lưới lan, cái khung này chỗ này để mình chơi lan, trồng cây kiểng rồi các anh chị, trồng lan là trong cái vườn lan này. Sau đây nữa là một cái nhà kho nữa đây. Nhà kho ở đây là cũng khoảng 400m2, 400-500m2 các anh chị. Khá là rộng ha. Và phía trước nữa thì khoảng 700-800m á, ngồi cái diện tích nhà kho á. Nhà vườn mình là tường rào đồ ok hết rồi, xây lên cao là 2m5. Ở sau cái khoảng nhà kho này là tiếp đến là cái nhà vườn. Đất nó dài quá, đi mỏi chân các anh chị ơi. Còn dài lắm, dài ra tới phía sau lận. Phía sau đất mình nó có một cái mặt tiền đường bờ kinh nữa nha các anh chị. Hiện tại có một cái bờ kinh ở phía sau, con kinh ở phía sau. Cái nhà này thì chỗ này thiết kế để mấy cái bộ bàn, ngồi đàm đạo uống trà nước. Đó, còn phía sau kia là hòn non bộ. Tí nữa Quang Minh sẽ ra ngoài đó các anh chị. Ngoài đó hòn non bộ làm quy mô hoành tráng lắm. Cho để cái bộ bàn làm việc đây. Nhà mình có hai cái phòng ngủ.
hai phòng ngủ, chỗ này là cái không gian nhà bếp, chỗ nấu nướng anh chị. Ở đây là hai cái nhà vệ sinh, hai nhà vệ sinh. Còn mình cũng tranh thủ quay nhanh nhanh chút chứ vườn nó rộng quá, quay mà chậm là tốn khá là nhiều thời gian nha các anh chị. Đó, rồi phía sau đây là cũng khu vườn nè, hòn non bộ đồ ở đây, trồng mấy cây sake, đây cây xoài, khế, bưởi, dừa, sâm ba chê. Rồi chào hai chú hiêu cao cổ. Đây là đá tự nhiên nha các anh chị, đá này là mua từ ở miền Trung về, về rồi kêu thợ ngoài miền Trung vô mới thiết kế được mấy cái mô hình như thế này. Ở phía sau đây là hòn non bộ nè các anh chị, hai chú ngựa vằn dễ thương quá. Còn mình tuổi ngựa đi gặp hai chú ngựa dễ thương luôn, đẹp đẹp và đẹp trai giống Quang Minh luôn. Đùa tí nha các anh chị. Đó thì ở phía sau đây là hòn non bộ khủng khiếp, quá trời rộng ha. Ở dưới đây thả cá cò dưới đây các anh chị, hòn non bộ. Mấy hôm nay là nước nó mưa á, trời mưa rồi nước nó đục chứ bình thường là nước nó trong lắm các anh chị, nước nó trong lắm. Cái hòn non bộ này là diện tích khá là rộng. Nội cái mô hình hòn non bộ đây là làm mấy tháng trời mới xong nha các anh chị, không phải là đơn giản nha. Toàn là đá, đó là đá tự nhiên, như Quang Minh nói là đá tự nhiên hết. Chỗ đây có một cái bàn đây, có một cái bàn để chiều ra đây ngồi nghe nước chảy róc rách rồi ngắm cá coi. Mình lên cái hòn non bộ đây coi cái độ đẹp của cho các anh chị mình xem. Rộng lắm nha, nước chảy róc rách quanh năm. Bật lên là hệ thống nước này là bật công tắc lên là nó chạy thôi. Đó. Không gian rất là nhìn rất là yên bình. Mà đậm chất quê hương. Rồi đi ra phía sau nữa, khá là nhiều các anh chị ha. Đây, ngồi lên coi. Xích đu. Xích đu. Một cái tảng đá tự nhiên nữa. Làm toàn đá tự nhiên không chị, này sẽ cẩu vô làm mới được nha. Sức người thì làm không nổi đâu. Đó thì Quang Minh nói lại thì các anh chị mình ai mà yêu thích cái mô hình nhà vườn như thế này á, nói chung là một cái mô hình nhà vườn này các anh chị mình đầu tư cũng khá là nhiều tiền và khá công sức và khá nhiều thời gian tiền của ở đây. Cho nên là bây giờ nó có mô hình sẵn rồi, các anh chị mình thích thì liên hệ với Quang Minh nha. Để mình đàm phán cái giá cả tốt nhất mình sở hữu mình mua, để mình có cái chỗ không gian cuối tuần rồi về đây mình thư giãn các anh chị. Phía sau đây còn nữa nè, đất mình khá rộng mà, 5.250 mét. Ngay đây có cái gì đây, có cái cầu thang đi lên trên đó, chiều lên đó ngồi chắc mát lắm á, uống trà chắc mát lắm á. Chỗ đây là cây khế các anh chị, ủa không phải cây khế, cây gì á, phải cây khế không, nó có cái cầu thang bước lên á. Rồi từ đây ra phía sau là còn khoảng tầm 40 mét nữa, là ở phía sau là có cái đường bờ kinh ở ngoài phía sau nha các anh chị. Đất mình là hai mặt tiền á, phía sau có một cái đường kinh nước chảy róc rách. Đó thì Quang Minh quay tới đây thì các anh chị mình cũng hình dung hết cái mô hình của cái nhà vườn này rồi. Thì Quang Minh hy vọng thông qua cái video này các anh chị mình sẽ yêu thích và sở hữu được cái căn nhà vườn này. Nói chung là Quang Minh cũng mê thật sự các anh chị, mê thật sự. Nhưng mà không có bác không có đủ. Bác không đủ cho nên Quang Minh không có sở hữu được. Rồi chào mấy chú ngựa nữa. Đây ba chú. Rồi và để không làm mất thời gian của toàn thể quý vị nữa thì tiếp theo Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ này nha.
Quang Minh quay cái cuốn sổ lên cho các anh chị mình xem cái có đúng diện tích vậy không, mà có đúng cái thông tin quy hoạch nhà, là khu dân cư như Quang Minh nói từ lúc ban đầu hay không. Nói chung là quay lên cho các anh chị mình xem cho nắm rõ thôi, chứ là tất cả những cái gì Quang Minh nói là nó thực tế và nó y như vậy các anh chị. Người thật việc thật, không có cái gì phải giấu giếm và giả dối hết. Thì Quang Minh xin mời toàn thể quý vị các anh chị mình xem Quang Minh thông tin cái cuốn sổ và thông tin quy hoạch thêm nha. Các anh chị mình nhớ cho Quang Minh một like nha các anh chị. Nhớ ủng hộ Quang Minh một like. Và nhớ cái để lại cái nhận xét comment bên dưới về cái căn nhà vườn này. Nó đẹp hay nó xấu, và mô hình này nó có ok chưa, hay là mình phải cải tạo gì thêm. Để sau này Quang Minh có đi làm video nữa thì Quang Minh sẽ góp ý cho những cái chủ vườn mình làm có cái mô hình nó đẹp hơn, hoàn hảo hơn và nó bắt mắt hơn. Một cái ý kiến đóng góp của các anh chị quý vị mình rất là quan trọng và bổ ích nha các anh chị. Và nhớ đăng ký kênh Quang Minh ha. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Quang Minh quay cho các anh chị mình xem cái cuốn sổ của căn nhà vườn ha. Địa chỉ cái thửa đất là xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các anh chị. Diện tích là 5.249,5 m². Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn 300, còn lại là đất trồng cây hàng năm khác nha các anh chị. Còn lại là đất trồng cây hàng năm khác. Đây là cái bản vẽ hiện trạng đây, phía trước là đường nhựa, tường đường của nhà nước. Cái phần 300 m thổ cư nằm đây nè các anh chị. 300 m thổ cư nằm đây. Từ ngay cái mặt tiền đường nhựa đi vào khoảng tầm hơn 30 m thì nó có một cái ranh đường dự phóng nha các anh chị. Cái ranh đường dự phóng này là khoảng 12 m thôi. Nếu mà sau này nhà nước thực hiện cái quy hoạch này nữa thì mình ở đây nó sẽ có một cái mặt tiền đây, rồi cái mặt tiền đây, rồi cái mặt tiền đây, quay ra, ok không? Và phía sau đang có một cái ranh đường dự phóng nữa nè. Cái ranh đường này là từ đây nè, nó nối qua đây thành một cái góc như nè các anh chị. Tí nữa trên bản đồ nó sẽ thể hiện nè. Đây nè. Đó, nối vô đây. Nó vô đây. Đó, rồi anh này anh ra đây, anh chạy xuống đây. Ngay đây thành một cái ngã tư nữa nè. Còn cái ranh này là phía sau đây, từ đây ra là ranh quy hoạch đất nông nghiệp. Còn cái ranh quy hoạch đất ở là từ đây ra đây. Đó. Từ đây ra đây. Từ đây ra đây là khoảng tầm 160 m các anh chị, nằm trong quy hoạch đất ở. Còn phía sau đây là nó chưa có quy hoạch chi tiết. Đây nè, để Quang Minh đưa qua cái file hoạch luôn cho các anh chị mình dễ hình dung. Đây, y chang như trong cái cuốn sổ, không có khác gì anh chị. Quang Minh đánh tọa độ nó sẽ ra những, nó ra cái khung màu hồng này. Đó, là cái thửa đất của mình. 300 m thổ cư nằm đây nè các anh chị. Phía trước đây là đường, thể hiện là đường nhựa. Ở đây là khu dân cư kết hợp sản xuất các anh chị. Đây, đất ở nông thôn kết hợp sản xuất. Còn phía sau nè, phía sau là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm. Là cái hình này, cái hình lục giác này. Từ đây ra phía trước khoảng 160 m. Cái ranh đường quy hoạch này, đường dự phóng đây, đường dự phóng đây cái nó có 12 m à, con Minh đo nè, 12 m 7 gì đó. Thực tế là nó không tới 12 m nữa. Này là đo xéo nha, nếu đo ngang qua đây không tới 12 m, có 10 m thôi. Nếu mà làm được cái đường này á, nếu con Minh sở hữu cái lô đất này, con Minh cũng trông làm cái đường này. Làm cái ở qua mình bên qua đây nè, một mặt tiền nè, cái mình quay ra phía sau đây một mặt tiền nữa hai. Cái từ đây ra đây cái mình quay một cái mặt tiền ra nữa là ba, đất mình chia ra là ba cái mặt tiền nè. Phía sau đây còn một cái đường dự phóng nữa thành 4 mặt tiền. Còn hiện tại giờ cái kênh đây. Đó, cái kênh nước đây. Đó, phía sau mình có một cái kênh đó các anh chị. Cái phần mà đất nhóm nhỏ kết hợp sản xuất á. Đất ở nông thôn kết hợp sản xuất là chiều dài là 159,8 m. Từ đây ra trước. Cái con đường này á, hiện tại con đường nhựa phía trước mình là nó đường thông nha. Thông qua đây là đường An Nhân Tây nè. An Nhân Tây. Còn bên đây là đường tỉnh lộ 7. Bên đây là đường tỉnh lộ 7. Nó thông giữa đường tỉnh lộ 7 và thông An Nhân Tây. Tỉnh lộ 7 đi nè. Đi nè. Đi ra hướng ra quốc lộ 2. Thì tới đây có một cái đưa con đường nè. Đây là con đường nè các anh chị. Cái khu này là nó nằm một, có một cái tờ bản đồ khác nữa. Đó. Y chang nha, trên cuốn khổ sổ luôn các anh chị. Không có sai gì nha. Cho nên là nếu mà lô đất này các anh chị mình muốn mà đăng ký thổ cư thêm á, thì mình đăng ký từ cái phần này. Mình đăng ký hết luôn cũng được. Nhưng mà sau này á, nhà nước người ta xem xét, trên ủy ban người ta xem xét, người ta xem cái quy hoạch á, thì cái phần đất thổ cư của anh á,
là nó được bao nhiêu, người ta sẽ tính tỷ lệ ra. Còn mình tính luôn nè. Còn phần này phía sau người ta không có cho chuyển thổ cư đâu các anh chị, tại vì quy hoạch đất trồng cây hàng năm mà nó chưa có chi tiết xây dựng 1/2000 thì chưa có cho chuyển, chưa cho các anh chị mình chuyển lên đất thổ cư đâu. Cái đất mình nó cái đất nó có độ cong cong để con mình tính cho nó kỹ luôn, đưa cái tọa độ vô nó ra đây mình tính coi cái diện tích mà nằm trong quy hoạch mà đất ở là được bao nhiêu nha. Mình mua một cái sản phẩm bất động sản mà cái giá trị lớn như thế này, lớn nhỏ gì cũng vậy các anh chị, cái thông tin quy hoạch nó khá quan trọng. Mua làm sao mà nó mình biết cái thông tin quy hoạch như thế nào rồi mình mua cho nó an tâm, mình mới xuống tiền mình đặt cọc được các anh chị. Đó, cái phần mà diện tích mà đất mà nằm trong khu dân cư là 3.489,2 mét, là gần 3.500 mét ha, gần 3.500. Thì phía sau đây á, phía sau đây nó còn khoảng 1.700 các anh chị, 1.720 mét, 50 mét chứ, nằm phía sau này quy hoạch cây hàng năm nè. Cho nên các anh chị mình nhiều khi á mà mua mà đất cây hàng năm á, ví dụ cái bản đồ này áp vô cái phần tỷ lệ phần 1/10.000 á, thì phía trước là phủ hồng nè, còn phía sau đây là màu vàng, tức là quy hoạch cây hàng năm thì nằm trong màu vàng này, là không có cho chuyển thổ cư đâu nha. Cái phủ hồng này mà nếu mà có những cái trường hợp mà không có nằm trong chi tiết xây dựng 1/2000 đất như này là vẫn chưa cho chuyển thổ cư đâu nha các anh chị mình lưu ý cho Quang Minh vấn đề này nha. Nhiều anh chị mình gặp rồi đó, biết rằng là phủ hồng đó mà chưa có quy hoạch chi tiết thì huyện vẫn đang xem xét á, chứ cũng chưa chắc mà cho chuyển lên thổ cư đâu đó. Cho nên các anh chị mình lưu ý cái căn nhà của mình á, là cái hướng là hướng đông nam nha các anh chị, hướng đông nam thì cái giá là thỏa thuận ha. Đó, cái giá thì thỏa thuận như Quang Minh nói từ ban đầu, thì các anh chị mình nếu mà xem ok hết rồi, từ anh Z Quang Minh đã quay hết rồi về giấy tờ pháp lý cũng như là thông tin quy hoạch về vườn tược như thế nào và xung quanh là có hết rồi, thì các anh chị mình thích thì gọi cho Quang Minh theo cái số hotline là 0937234579, muốn mua cái nhà vườn này với cái giá là bao nhiêu, tại vì để thỏa thuận mà, thì muốn bao nhiêu thì thỏa thuận thì trả giá, Quang Minh sẽ đàm phán với chủ làm cho anh chị mình cái giá tốt nhất để các anh chị mình mua nha. Nói vậy chứ thời điểm này thì cũng nên sở hữu cho mình một cái bất động sản là cũng ổn rồi các anh chị, giá thời điểm này là rất dễ mua. Chứ như năm ngoái là các anh chị mình rớ vô những cái tài sản mà khu dân cư mà diện tích nhiều như thế này là không phải ít tiền nha các anh chị. Thời điểm này là rất là dễ đàm phán, dễ mua rồi đó. Còn mình hy vọng rằng các anh chị mình sẽ yêu thích và sở hữu cái lô đất này. Thì để thay cho cái lời kết trong cái video này thì con mình xin cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị mình đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Quang Minh. Và trước khi kết thúc với video này thì Quang Minh xin chúc cho toàn thể quý vị các anh chị mình được dồi dào sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video tiếp theo. Và sau cái này là các anh chị mình sẽ xem Quang Minh bay la cam nha, bay la cam từ trên cao cho các anh chị mình chiêm ngưỡng và xem lại cho nó kỹ một lần nữa, rồi mình sẽ đàm phán, mình quyết định mình mua hay không nha các anh chị. Ok, xin kính chào và hẹn gặp lại.